tôi muốn chết luôn á bay. Chết lâu rồi mà. Bắt bẻ nữa, ai không biết chết rồi. Nhưng mà tao thèm được chết lần nữa. Ước gì? Mày bị sao vậy? Bị đau bao tử. Ma cũng đau bao tử. Không, mày cúng thuốc đâu con. Đau bụng. Ráng đi. Đi xuống đây. Bây giờ lúc sống cũng đói bây giờ chết. Có người cúng kìa, cúng kìa. Cúng gà mày, gà mày. Ê. Gà cắn, gà cắn. Ê. Mày làm gì vậy? Đau bụng quá. Cô hồn phải có tư cách của cô hồn hiểu không? Mình phải tôn trọng chủ nhà. Chờ người ta thắp tàn nửa cây nhang rồi hãy ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nhịn đói mấy năm trời được. Bây giờ còn có nửa cây nhang nhịn không được hả? Gà. Ê, mày làm gì em? Thử thôi mà. Ôi gì? Nhanh nhanh. Đốt nhà nha, trời đốt nhà. Nhanh đi ông nội. Ừ. Thôi giờ che gió cho ông đi. Mày làm cái gì vậy? Mày thở nhẹ thôi. Tao mệt, tao mệt. Ôi cháy 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 cháy. Sao không tắt vậy? Ủa, sao không tắt vậy ta? Ủa, gà tao cũng đói. Gà chiên sao mày ăn gì? Mày ăn gì? Ta hãy cái đùi. Mày ăn cái đùi mày ăn gì? Tao ăn nguyên con gà luôn. Ăn nguyên gà luôn hả? Tao ăn cái chân gà hả? Tao cào mã mày. Vừa. Ông nội mày hay quá, có con gà. Mày ăn nguyên gà còn gì tao ăn. Nè nè, nói ngay nè. Ở đây á có ba anh em mình à. Bởi vậy tí nữa ba anh em ăn đồng chia đủ nha. Ok, okay. Chia đều ăn, không có giành giật nha, ăn nha. Ok, okay. Không có ai. Ê mày biết gì không? Gì? Tao nghe nói á, lật mặt 4 của Lý Hải sắp ra á. Có tụi là nhà có khách. Nhưng mà phim gì? Phim ma đó. Phim ma hả? Sợ không? Không, cái đối sợ chắc chưa? Dạ. Xin chào các bạn. Mình chuẩn bị chiêu cô bé nhà này. Dọa ma cô bé. Các bạn hãy chờ xem. Đâu mày? Dễ gì? Định đi bộ nguyên cái vòng vậy luôn á hả? Thì bình thường cũng đi như vậy mà. Chứ bình thường là đi xe, còn bây giờ đi bộ hiểu không? Đi ngày đi. Hồi rồi mày định đi cái địa hả mày? Mày định đi cái đường nghĩa địa nãy hả? Nó gặp khách nó chổng rồi sao? Trời ơi. Chị đây. Nghe có vậy gặp khách thì có sao đâu trời. Đây à. Là sao? Nhét quá. Bình thản đi. Thản nội tao chứ thản. Thoải mái đi. Trong mình tao thấy cái gì lạnh lạnh tao ớn lắm nha. Nhanh đi hai bạn ơi, chán quá. Mày đi từ từ thôi. Từ từ thôi. Ê, cái gì vậy? Nghe gì không vậy? Tiếng khóc của ai á? Hình như là một người con gái á. Trời ơi, trong này mà có tiếng khóc. Ê, kìa. Tụi bé làm gì vậy? Mày nghĩ thử coi trong này mà cứ nhỏ nó khóc. Đi. Ê, thằng mày đi làm gì vậy? Định bỏ chạy hả? Đi sao? Nhục. Hèn. Tao nói hai mày nghe nè. Rồi ngày mai báo đăng lên. Ba chàng trai để một cô gái chết trong nghĩa địa. Nhục nhã không? Cái ông nội tao khóc đó. Khách cái gì? Đi mẹ ơi. Dạ. Chào chị Bảy. Chị Bảy gì? Sợ. Hồn tí xíu sợ.
vô giúp người ta đi. Rồi. Hai thằng bay bỏ đi mới có nha. Nha. Thôi. Ê, ê, ê. Mày. Mày đi ra đi. Cô gái. Cái gì? Dạ cháu. À, trời ơi, con gái thiệt mà. Trời. Con gái thiệt. Trời đất ơi. Sao khóc vậy? Khuya rồi ngồi đây khóc mình nguy hiểm lắm á. Thật tình. Gì? Thất tình mới đang ngồi. Ngu. Thì đó. Cha mẹ đẻ mình ra mà mình chưa báo hiếu. Mà vì một cái thằng bình thường mà ra đây làm khổ mình, ra ngồi giữa đêm thanh vắng như gì. Thì đó. Cái địa. Cha mẹ em bệnh chứ chắc em làm khóc vậy đâu. Đủ chưa? Thằng bay rảnh quá. Nghe hỏi nè, sao ngồi khóc vậy? Ba mới mất, em ra em thăm ba. Thấy mình vô duyên không? Hả? Chán hàng bay thiệt. Anh nói nghe, bây giờ bác trai cũng lỡ mất rồi, không có được buồn nữa nghe không? Bây giờ vậy nè, em ngồi đây khóc nguy hiểm lắm. Nửa đêm rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao? Đúng rồi em. Để ba anh đưa về. Thôi, đưa anh về trước đi. Không có được đâu. Anh nói là không được. Em ở đây lỡ có chuyện gì làm sao? À, đứng dậy đi. Thôi đi, 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 nhanh, đứng dậy. Dạ. Đi em. Đi. Em hên lắm gặp tụi anh, không thôi em chết chắc. Ủa mà em đâu rồi? Người ta, người ta, người ta.